Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp nhà mình ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay, bếp Vợ Đậu chia sẻ đến các bạn cách nấu trà sữa trân châu đường đen ngon, đơn giản tại nhà. Và để làm trà sữa trân châu đường đen thì mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu theo đúng cái tên gọi của nó. Đầu tiên bao gồm là trà, sữa đặc. Trân châu thì mình sử dụng là bột năng và bột cacao. Ở đây mình sử dụng 150g bột năng và 20g bột cacao. Cuối cùng là đường đen. Trà sữa trân châu đường đen, phần nguyên liệu như vậy đã xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào và mình thực hiện thôi. Đầu tiên thì mình sẽ múc 2 muỗng canh bột năng, mình để riêng đây nha các bạn. Cái phần bột năng này để lát nữa mình áo lên những cái dụng cụ cũng như những cái hạt trân châu để hạt trân châu của mình nó không có bị dính vào nhau. Sau đó thì mình sẽ đổ hết 20g bột cacao vào bột năng và mình trộn đều lên. Nếu mà các bạn không có bột cacao thì mình cũng có thể thay thế bằng bột Milo cũng được ha. Tiếp đến thì mình sẽ cho khoảng 80ml nước lọc cùng với lại 2 muỗng canh đường đen vào chảo và mình đun sôi lên. Khi nước đường trong chảo đã sôi rồi thì mình sẽ tắt bếp và mình đổ cái hỗn hợp bột năng trộn với bột cacao vào. Mình dùng vá mình trộn đều lên. Mình trộn tầm khoảng 3 đến 5 phút, khi mà cái phần bột nó nguội bớt rồi thì mình sẽ dùng tay mình nhào bột cho dễ hơn nha các bạn. Trong cái quá trình trộn bột, nếu mà các bạn thấy bột khô quá thì mình có thể cho thêm nước sôi vào. Còn bột ướt quá thì mình sẽ thêm bột khô vào ha. Tùy theo cái bột mình cũ hay mới mà các bạn canh chỉnh cái lượng nước cho phù hợp. Bột mình trộn lúc này cũng đã nguội bớt rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng tay và mình nhồi thêm tầm khoảng 5 đến 7 phút nữa. Mình nhồi đến khi bột của mình nó tạo thành khối và nó không còn dính tay nữa. Khi mà mình cầm lên mình có thể kéo thành những cái sợi dẻo như thế này là được rồi nè các bạn. Sau khi nhồi bột xong rồi, bây giờ mình sẽ tạo hình những cái viên trân châu tròn và nhỏ. Tất cả những cái dụng cụ làm viên trân châu thì mình đều áo qua một lớp bột khô nha các bạn, để cho cái phần bột nó không có bị dính trên những cái dụng cụ này. Và để vo những cái viên trân châu tròn nhỏ đều nhau nhanh hơn thì mình sẽ xoe thành những cái thanh dài như thế này trước. Mình xoe tầm khoảng 3 đến 4 thanh là mình có thể cắt được rồi. Bây giờ thì mình sẽ dùng dao và mình cắt thành những cái viên trân châu đều nhau. Con dao cắt trân châu thì mình cũng phủ qua một cái lớp bột khô nha các bạn. Sau khi cắt xong thì mình sẽ dùng tay và mình xoe nó lại cho nó thành hình tròn. Hoặc là các bạn có thể áo thêm một cái lớp bột khô trực tiếp rồi mình xoe cũng được ha. Các bạn cứ làm sao miễn cho nó nhanh là được. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn có thể lấy trực tiếp một cái miếng bột nhỏ, sau đó mình ve thành những cái viên tròn như thế này. Các bạn cứ thấy cách nào thuận tiện nhất thì mình làm thôi ha. Tiếp đến thì mình sẽ luộc trân châu. Các bạn chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi, sau đó mình cho trân châu vào và mình luộc tầm khoảng 30 phút. Trân châu sau khi luộc xong, nếu mà mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh thì nó sẽ bị cứng. Còn nếu mà các bạn để ở ngoài ở nhiệt độ phòng thì mình chỉ bảo quản được tầm khoảng 2 đến 3 ngày thôi. Nên là mình canh chừng một cái lượng trân châu vừa đủ sử dụng trong 2 đến 3 ngày thôi nha các bạn. Nếu mà mình vo được nhiều viên trân châu quá thì các bạn sẽ cho vô hộp và mình để trong ngăn đông tủ lạnh. Khi nào mình sử dụng đến thì mình mới mang ra mình luộc. Trong thời gian luộc trân châu thì mình sẽ quay sang mình chuẩn bị đến cái phần trà sữa. Trà hôm nay mình sử dụng là trà Lipton hương đào.
Các bạn có thể sử dụng các loại trà khác nhau cũng được ha, miễn làm sao cái trà đó nó đừng có đắng quá hoặc là đừng có chát quá là được. Ở đây mình sử dụng hai gói trà Lipton, sau đó mình cho nước sôi vào và mình quậy đều lên. Tiếp đến thì mình sẽ cho sữa đặc vào. Cái lượng sữa thì các bạn cứ tùy theo cái khẩu vị ăn ngọt của nhà mình mà mình canh chỉnh cho nó phù hợp. Xong cái phần trà sữa rồi, bây giờ mình sẽ quay sang mình chuẩn bị đến cái phần nước đường đen. Ở đây mình sử dụng 100ml nước lọc và 100g đường đen. Mình nấu sôi lên. Nếu mà các bạn thích cái phần nước đường đen nó sánh lại để mình trang trí xung quanh cái ly trà sữa thì mình đun thêm tầm khoảng 5 đến 7 phút đến khi nó sánh lại là được ha. Còn ở đây thì mình nấu sử dụng trong gia đình thôi, nên là mình không có trang trí gì bên ngoài nhiều. Mình chỉ đun sôi lên, sau đó mình tắt bếp và mình để nguội. Quay trở lại với cái nồi luộc chân châu của mình, lúc này mình đã luộc được 30 phút rồi nè các bạn. Những cái hạt chân châu của mình nó đã nở to hơn lúc ban đầu một tí xíu. Và khi mà mình ăn thử nó rất là dẻo và dai luôn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình vớt những cái hạt chân châu này ra, mình ngâm trong tô nước lạnh. Mình ngâm chân châu trong tô nước lạnh tầm khoảng 3 phút, sau đó mình vớt ra và mình ngâm trực tiếp ở trong cái phần nước đường đen lúc nãy mình vừa mới chuẩn bị. Các bạn nhìn những cái hạt chân châu rất là bóng bẩy luôn, cực kỳ mềm, dẻo và dai. Cách làm hạt chân châu trắng thì cũng y chang cái cách làm hạt chân châu đen như thế này nha các bạn. Chỉ có khác một chút xíu, lúc ban đầu mình không có trộn bột cacao và cái phần đường đen thì mình sẽ thay bằng đường cát trắng thôi. Chân châu thì mình có thể chế biến được rất là nhiều món khác nhau, ngoài nấu trà sữa ra thì các bạn cũng có thể nấu sữa tươi chân châu đường đen, hoặc là mình siêng hơn mình có thể làm tàu hũ chân châu, hoặc là các bạn có thể cho vô các món chè nữa, rất là ngon luôn. Những cái hạt chân châu mềm, dẻo, dai. Không những các em nhỏ mà người lớn đều rất là yêu thích. Và khi ăn những cái viên này, mình càng ăn mình càng bị nghiện đó các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Chân châu nhà mình làm mình sử dụng hoàn toàn từ bột năng và bột cacao, mình không có sử dụng hóa chất, nên khi ăn thì mình yên tâm về chất lượng hơn rất là nhiều. Sau khi xong thì các bạn chỉ cần cho một ít chân châu vào trà sữa, sau đó mình thêm một vài cục đá nữa thôi, là mình đã có ngay một đĩa chân châu rất là ngon rồi. Cách làm cũng rất là đơn giản, nếu mà có thời gian rảnh rỗi thì các bạn hãy làm để gia đình của mình cùng thưởng thức nhé. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Chúc các bạn nấu thành công với cái công thức nấu trà sữa chân châu đường đen này từ kênh Bếp Vợ Đậu. Và khi xem video, nếu các bạn thấy video hay và hữu ích thì hãy tặng mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.